Hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2021, thứ hai, tuần thứ nhất, mùa Phục sinh, năm lẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, xin hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước. Người đã bị nộp và anh em đã dùng tay kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, và cho tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa. Hỡi anh em, xin cho phép tôi được bạo dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng: Ngài đã ban hà, đã được an táng, và lăng tẩm của Ngài còn nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì Ngài là tiên tri và biết Thiên Chúa đã thề hứa với Ngài để cho một người trong dòng dõi Ngài ngồi trên ngai vàng của Ngài, nên thế trước Ngài đã nói về việc Chúa Kitô phục sinh, vì người không phải bị bỏ rơi trong cõi chết, và xác người không bị hủy diệt. Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã cho sống lại. Chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, trên Ngài nắm giữ vận mạng của con. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo. Đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con. Vì Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỷ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phù, cùng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Alleluia, Alleluia. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các bà vội vã ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: Chào các bà. Các bà liền lại gần, ôm chân người và phục lại. Bây giờ Chúa Giêsu bảo: Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành
báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liên hợp với các kỳ lão và sau khi đã đoàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu." Bọn lính canh nhận tiền và làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng tôi xin làm chứng. Các thượng tế cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ hắn đã đến lấy trộm xác." Matthew chương 28, câu 12, 13. Suy niệm: những người lính canh mộ phao tin các môn đệ trộm xác Chúa Giêsu vì họ được hai cái lợi: không bị phạt vì tội thiếu trách nhiệm mà lại được một số tiền lớn. Còn các môn đệ lại quá quyết rằng Chúa sống lại, để rồi vì thế họ bị bắt bớ, đánh đập và giết chết. Đức Giêsu có thực sự sống lại và hiện ra với các môn đệ thì các ông mới có cuộc lột xác kỳ diệu như thế. Từ chỗ sợ sệt lẩn trốn, các ông đã mạnh dạn loan báo cách công khai Đức Kitô phục sinh, bất chấp bị đánh đập cấm cản. Các ông còn khẳng khái tuyên xưng: chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Tông đồ Công vụ chương 2 câu 32. Mời bạn, quả thật, rao giảng tin mừng bằng một đời sống chứng tá thì có giá trị hơn cả ngàn lời nói suông. Hơn nữa, hành vi làm chứng ở mức cao độ nhất chính là tử đạo, là làm chứng bằng chính máu và mạng sống của mình. Thời nay không có những cuộc tử đạo đổ máu như các cha ông chúng ta ngày xưa, nhưng vẫn cần lắm nơi bạn những cuộc tử đạo trong cuộc sống. Đó là khi bạn dám chấp đi cho tội lỗi, cho cái tôi ích kỷ và cho những thói xấu của mình. Chỉ khi đó, lời chứng cho tin mừng của bạn mới thực sự có sức thuyết phục. Sống lời Chúa, tôi quyết tử đạo để làm chứng cho Chúa bằng cách thực thi những giá trị tin mừng: trung thực, khiết tịnh, tôn trọng sự sống, dù gặp những khó khăn, thiệt thòi trong xã hội. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn luôn là chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Chiếc bong bóng bay. Câu chuyện được thuật lại xảy ra tại vùng Nam Italia, nơi dân chúng không từng được sung túc cho lắm so với những vùng khác. Câu chuyện trên mang tựa đề là Chiếc bong bóng bay màu hồng. Chiếc bong bóng này là kết quả của sự góp nhặt và tiết kiệm từng đồng xu của Peppo, một em bé lên 8. Hôm ấy, trong lúc các trẻ đồng tuổi cấp sách đến trường, Peppo trốn học, chạy nhanh lên ngọn đồi để thả chiếc bong bóng màu hồng bay lên không trung cùng với chiếc bong bóng. Peppo cẩn thận cột một bức thư nó đã nắn nốt viết từng chữ như sau: Chúa ơi, vài tuần nữa con sẽ có một đứa em. Gia đình con đã có 6 anh em, nhưng cha mẹ con nghèo lắm, nhà cửa chật chội và không có đủ giường chiếu, nên chúng con phải ngủ chung 3 đứa một giường. Lần này con không xin gì cho con, nhưng con xin Chúa cho đứa em sắp sinh của chúng con một ít quần áo và tã. Quần áo xài rồi cũng được, nhà con ở làng Acon, miền nam nước Italia. Con tên là Peppo Sala. Sau khi thả chiếc bong bóng hồng mang bức tâm thư lên trời, Peppo đứng ngước mắt nhìn lên trời mãi cho đến khi chiếc bong bóng mất hút trong đám mây, nó mới thơ thẩn đi về nhà. Những ngày sau đó là những ngày tháng hồi hộp nhất đời của Peppo. Nó vẫn tiếp tục hy vọng và cầu nguyện. 6 ngày nặng nề trôi qua, nhưng một buổi kia, lúc đang chơi với các trẻ khác cùng xóm, Peppo thấy người giao bưu phẩm mang vào nhà một thùng quà. Nó hồ hởi chạy nhanh về và nghe cha nó đang lớn tiếng cãi vã với nhân viên bưu điện: chắc anh lầm rồi, tôi đâu có quen ai ở thành Rovigo. Vả lại chúng tôi đào đâu ra tiền để mua quà cáp? Người giao bưu phẩm phân trần: muốn hàng đề tên và địa chỉ nhà ông. Nếu không phải gửi cho ông thì còn gửi cho ai đây nữa? Ông nhận nhanh lên,
tôi còn phải đi giao nhiều món hàng nữa chứ. Có phải chỉ có thùng này thôi đâu? Cha của Pepper trả lời, thôi đi ông ơi, nhận hàng không phải của mình, để rồi sau đó mang họa, làm gì có tiền mà bồi thường. Thấy câu chuyện dai dẳng, Pepper bạo phổi nói xen vào, thì cha cứ mở ra xem thử, nếu không phải là của mình thì mình gói trả lại. Thùng đồ được mở ra, thấy toàn đồ cho trẻ sơ sinh, nào tã, nào những chiếc áo nhỏ tí ti, nào băng rốn. Người gửi không quên gói vào hai hộp phấn và một lố những cây kim tây. Mắt của mẹ Pepper bừng sáng lên. Pepper cảm thấy vui như ngày Tết. Vui nhất là người gửi đồ không đề địa chỉ nên không thể gửi trả lại. Nó chạy nhanh ra ngọn đồi, nơi nó thả chiếc bong bóng màu hồng 6 ngày trước đây. Đến nơi, nó ngước mắt nhìn trời, miệng thì thầm, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Tuổi trẻ thường được gọi là tuổi thơ, mà nói đến thơ là nói đến mộng. Trẻ thơ thường có những mơ ước đơn sơ, mong bắt được nhiều dế, mời cho con diều của mình đang thả được bay cao, mong cho mình khéo tay, ăn được nhiều đạn trong cuộc chơi bi, mơ đội banh của mình được thắng trong cuộc đá bóng sắp tới. Nhưng đã có những mái đầu xanh đã bắt đầu lo lắng cho cha mẹ, cho anh chị em, như trong trường hợp của em bé mới lên 8 tuổi, Pepper. Theo cha Michel Bonnet, đã từng là truyền giáo tại Nhật Bản và nay đang làm cho phong trào quốc tế đặc trách mục vụ cho trẻ em, thì tại Á Châu, số trẻ em vì hoàn cảnh gia đình hay xã hội bắt buộc phải làm những công việc nặng nhọc vượt qua tuổi của chúng nhiều hơn là số trẻ em được cấp sách đến trường. Cũng theo cha Bonnet, đã đến lúc các tín hữu phải đọc dòng phúc âm mà mọi người đều thuộc nằm lòng, nhưng với cái nhìn khác. Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng ta, chớ ngăn cản chúng, vì nước trời thuộc về những kẻ giống như chúng. Mà cha Bonnet đề nghị, câu phúc âm trên tạo dịp cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trong những trẻ còn bị cưỡng bách phải làm việc nặng nhọc. Qua các em, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, hãy đến và theo ta. Bài trích sách lại xong.